ánh trăng. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dân qua đường. Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Trăng cứ tròn vành vạch, kể chi người vô tình. Ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Thành phố Hồ Chí Minh, 1978. Nguyễn Duy, Ánh Trăng, nhà xuất bản Tác Phẩm Mới, Hà Nội, 1984. Chú thích: Nguyễn Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948, quê ở làng Quảng Xá, nay thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Năm 1966, Nguyễn Duy gia nhập quân đội, vào binh chủng thông tin, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. Sau năm 1975, ông chuyển về làm báo văn nghệ giải phóng. Từ năm 1977, Nguyễn Duy là đại diện thường trú báo văn nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Duy đã được trao giải nhất cuộc thi thơ của báo văn nghệ năm 1972-1973. Ông trở thành một gương mặt tiêu biểu trong lớp nhà thơ trẻ thời chống Mỹ cứu nước và tiếp tục bền bỉ sáng tác. Tập thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy đã được tặng giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984. Người dân là người không có quan hệ họ hàng, không thân thiết, quen biết gì với người được nói đến. Building, phiên âm từ tiếng Anh, là tòa nhà cao, nhiều tầng, hiện đại. Đọc hiểu văn bản. 1. Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ? Ánh trăng có sự kết hợp giữa tự sự với trữ tình. Trong dòng diễn biến của thời gian, sự việc, đâu là bước ngoặt để tác giả từ đó bộc lộ cảm xúc, thể hiện chủ đề của tác phẩm? 2. Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Hãy phân tích điều ấy. Khổ thơ nào trong bài thể hiện tập trung nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng? Chiều sâu tư tưởng mang tính triết lý của tác phẩm. 3. Nhận xét về kết cấu, về giọng điệu của bài thơ. Những yếu tố ấy có tác dụng gì đối với việc thể hiện chủ đề và tạo nên sức truyền cảm của tác phẩm? 4. Xác định thời điểm ra đời của bài thơ Ánh Trăng, liên hệ với cuộc đời Nguyễn Duy để phát biểu chủ đề bài thơ. Theo cảm nhận của em, chủ đề ấy có liên quan gì đến đạo lý, lẽ sống của dân tộc Việt Nam ta? Ghi nhớ: với giọng điệu tâm tình tự nhiên, hình ảnh giàu tính biểu cảm, Ánh Trăng của Nguyễn Duy như một lời tự nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống, uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ. Luyện tập. 1. Đọc diễn cảm bài thơ. 2. Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong Ánh Trăng, em hãy diễn tả dòng cảm nghĩ trong bài thơ thành một bài tâm sự ngắn.